Xin chào anh em nhé. Thì hôm qua mình cũng đã tiếp nhận ý kiến của anh em rồi. Thì mình hỏi là nếu không khó thì anh em có muốn phá đảo tiếp không? Thì anh em đồng tình thì ok, mình sẽ phá đảo món này nhá. Ok. Ôn lá bèo về có thể nhân bản anh em. Ôn nó tự phân thân ra này. Oh my god. Mới có một cờ mà nó đẻ ra được tận này lá bèo anh em ạ. Không biết màn hai cờ chắc là full bèo mất. Nên là cái lá bèo này anh em chỉ cần trồng hai cái thôi là nó phân thân ra hết nhá. Mẹ bọn này lì nha. Một quả chết chết anh em ạ. Thế cho thêm quả băng nữa nhỉ. Cho quả băng nữa cho nó nhanh gọn lại. Đây. Thế mà vẫn chưa kết thúc luôn. Lẻ luôn, con đu dây lì thật. Thì, thôi thì cứ để đây thôi, đằng nào chẳng quýt mà. Dưa lê giá rẻ phết nhỉ, có 25 săn đây này. Đấy là tác dụng của dưa lê đấy anh nhá. Nói chung là nó nhảy với tốc độ ánh sáng luôn. Vãi lì nặn lổ có phát bay tất cả cây mình luôn này. Ảo thật đấy. Thử lổ phát nữa xem nào. Có tin có chuẩn không? Thế là tin chuẩn rồi. Lổ phát bay hết cả cây mình luôn này. Đấy anh em, đây là sức mạnh của cây pi ba đầu nhá. Thì nó có thêm một viên đạn đuổi đấy anh em ạ. Nói chung là cũng ok. Giá 375 thì hơi chát nhưng mà đánh cũng được anh em. Tí có thêm con lửa nữa thì cover không biết sẽ như nào. Ô thợ lặn đầu kim cương ấy. Ui nó còn nhấp nháy luôn nhá. Ok, viên đạn đuổi của mình nó ghim ở trên đầu con này này. Nó chạm nhẹ cái bay luôn cái lá bèo rồi. Ô con này ăn nhanh vậy. Với cả máu nó cũng trâu đấy anh em ạ. Nhưng mà nói chung là nó cũng không phải là mối nguy hiểm. Nó không chạm cái chết luôn cây nguồn nút là được. Ấy chà, thợ lặn VIP Pro đấy anh em. Ôi con thợ lặn này thì nó không lặn xuống anh em ạ. Nó chỉ có đứng đấy thôi. Mặc dù có tận hai con lão cơ. Nhưng mà nói chung là mình vẫn áp đảo 100% mà. Không có cổng dịch chuyển thì cây nó OP lắm. Nhưng mà có cổng dịch chuyển thì mình lại bị OP. Vì cây mình nó khá yếu so với mấy con zombie đấy anh em ạ. Còn có cả con thợ lặn đầu pi này. Ông mới dám. Con đầu pi này khôn phết anh em ạ. Mà mình cũng không hiểu sao bọn này lặn dưới cỏ kiểu gì vậy. Nhưng mà căn bản thì nó dùng cái mẹo gì thì cũng không qua được mình đâu. Vì đội hình của mình là siêu mạnh rồi. Rong biển này khi biến mất sẽ tạo ra một gua nút với lửa cây máu anh em nhé. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thế mới là hảo hán chứ. Mẹ cứ quen dùng cây mấy cây hệ lổ thế là hết cứu luôn. Lổ hết đội hình của mình lẻ luôn. Mà thôi không sao anh em ạ, đến cờ cuối rồi. Đến cờ cuối này thì đây cũng là đợt tổng tấn công mà. Màn 3 cờ thì có tận 2 đợt tổng tấn công. Nên là cũng hơi dán tí đấy. Nhưng mà không sao cả. Đây rồi, liệu đội hình mình có đủ sức để công phá bọn này không? Mẹ lo lắng cho cái hàng nước quá. Hàng nước không có cái máy hút nước anh em ạ. Chỉ có máy cắt cỏ thôi. Mẹ ơi, hàng nước đông thế. Sao cứ hàng nào yếu tập trung hết vậy? Vẫn múa được, vẫn múa được anh em. Vẫn có sức mạnh tình bạn anh em ạ. Ôi, lém con nhỏ ra rồi đây. Chắc phải dùng băng thôi. Hồi đi anh ơi, đây rồi. Mẹ nhưng mà nó không có tác dụng với mấy con khỉ này. Ôi, vẫn còn một con anh em ạ. Còn một con nó đứt tay rồi. Chắc chắn là nó chết mà. Đây rồi. Ok rồi đấy anh em ạ. Mặc dù băng vừa nãy báo mình một phát nhưng mà cũng nhờ băng mà mình mới thắng được. Nói chung là có đi có lại anh em. Rồi thì cuối cùng cũng win anh em ạ. Rồi thì cuối cùng mở khóa kho để mua đồ rồi. Nói chung là P45 với cả mặt trời hai đầu ở đây này. Không cần phải nhìn giá đâu anh em ạ. Cứ mua tất tay thôi, mình thiếu gì tiền đâu. Đấy, mua tất tay thôi. Trước khi test P45 thì mình cũng phải qua màn 3 năm nữa. Nhưng mà màn này thì cũng nhẹ nhàng thôi mà. Màn này zombie nó còn yếu hơn bình thường nên là đánh nhanh thắng nhanh thôi.
thật đấy. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ôi, cho quả cherry bomb mày ăn trận nó nhanh nào. Skibidi. 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 À, cái con băng ức chế vãi lìn ạ. Rồi, cuối cùng cũng xong anh em ạ. Cái cây mặt trời hai đầu ấy giá khá rẻ anh em ạ. Với cả anh em có thể trồng lên được mấy cái cây mặt trời mini á. Đấy, nói chung là cái lợi là ở đấy. Chạy đi. À thì cái xe có đầu zombie đấy nó đi nhanh hơn anh em nhé. What the dog doing? Ô xe gì đấy? Ô xe băng à? Vãi. Ôi nó bắn cả băng ấy, lẻ luôn. Không biết cua nút có nổ nó không nhỉ? Đây à. Ô đóng băng ấy. Mẹ nó có khả năng đóng băng toàn cây khi chết luôn. Nói chung là khả năng này mất sợi với lìn ra. Đóng băng toàn map thì đỡ nào được. Nhưng mà may là nó ra ít đấy. Nó ra nhiều thì chắc là mình khóc mất. Thì cái con P4 lòng này nó chỉ bắn được một lúc rồi nó phải đợi nó hồi đạn anh em nhá. Chứ nó không bắn được liên tục đạn khỏe đâu. Nhưng dù sao cái chế độ tự động bắn của nó thì cũng khá mạnh rồi. Nói chung là ôm được đến lúc nó hồi đạn mà. Mình cũng chả biết bao giờ nó hồi đâu. Nhưng mà cứ biết là lâu lâu thì nó hồi anh em nhá. Anh em thấy rồi đấy, gai thì nó có khả năng choáng với cả làm chậm luôn. Nói chung là chỉ với 75 săn mà anh em vừa choáng vừa làm chậm thì cũng hết nước chấm đấy. Gai chọc mà không mất gai luôn anh em ạ. Đỉnh thật, gai mạnh thế. Gai này bá quá nhưng mà tí gặp mấy con zombie cherry bomb thì nói chung là gai cũng phế luôn mà. Nó lổ gái thì coi như gai đứt. Đây là cái tác dụng của con xe đầu gai anh em nhá. Đấy, cái con xe nó miễn gai luôn. Nhưng mà miễn gai thì sao nhỉ? Gặp mình thì cũng chỉ có một kết cục thôi chứ có thay đổi được đâu. Chết rồi, không cầm cua nút rồi anh em ạ. Nó phản đạn nữa thì cũng khóc thét thôi. Yoichi Tenkai. Đây rồi, ớt đây rồi. Mẹ mãi mới xử xong con đấy anh em ạ. Công nhận chọn nhầm có một cây thôi mà tí thua đấy. May mà nó ra muộn chứ nếu mà nó ra sớm sớm tí thì có khi mình toang ấy. Mẹ lại con pi xúc tờ này. Ôi, thôi. Đây rồi, ớt đây rồi. Cháy. May quá, đam quả ớt nó to nên nó gánh anh em ạ. Chứ pha này mà mình không chọn cây ớt thì có khi thua thật đấy. Nó phá trận thì kinh vãi lìn ra rồi. Nhẹ nhàng vậy đến màn 38 thôi. Đây gốc cây lửa đây rồi. Thử kết hợp với pi ba đầu xem có ra gì không nào. Cá heo này nó nhảy luôn ở trên cạn anh em ạ. Nhưng mà nó được cái bất tử anh em nhá. Mà bất tử chỉ bất tử đam thôi chứ còn bị kéo xuống này thì cũng chịu thôi. Ông nào ông hết màu để ông chọn là ông chọn cái màu gì trông tối om tối mịt thế này, nhìn cây lửa nhìn sợ vãi lìn. Thì cái gốc cây lửa này giúp Pisocter bắn ra đạn băng anh em nhá. Nói chung là cũng bình thường thôi. Ô con cá heo mặt trời này, đây nó làm cái gì đây? Để xem nào, xem nó có trừ săn mình không nhỉ. Nhưng mà lúc nó vàng vàng này nó bất tử nên là mình không thể giết lúc nó cưỡi được. Đây lúc nó nhảy, ôi vãi lìn nhảy phát ạ. Nhưng mà may quá nó không nhảy vào cái máy hút nước của mình anh em. Nhưng nói chung là khi nó nhảy thì nó sẽ trừ săn anh em nhé. Và nó sẽ kiểu nó sẽ hết bất tử luôn nên là anh em có thể giết nó được. Một cú nhảy của nó là trừ 150 săn cho anh em nào chưa biết nhé. Đấy nói chung là mình nói chi tiết như vậy chắc anh em cũng hiểu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây gốc cây lửa này kết hợp với P45 không hợp anh em ạ. Nó bắn hết ra thành đạn băng này hết cứu anh em. Chỉ có mấy viên đạn nó quá khỏe thì nó mới không chuyển thành đạn băng thôi. Mẹ dừa lề nhanh thế mà cũng không kịp đè con xe băng này luôn. Con xe băng này nó đóng băng nguy hiểm vãi. Mẹ con này làm gì khó coi vậy trời. Ô, không bắn được nó này vãi. Ô. Này thì mình chịu rồi. Rồi reset thôi. Thì mình cũng quên mất là chọn Thanos anh em ạ. Nên là reset test Thanos luôn. Thanos khi bị ăn thì nó sẽ phản đam anh em nhá. Và nó cũng có thể miễn được đập của Gangatua anh em ạ. Miễn được đập của Gangatua nhưng mà bị xe chèn thì cũng hết cứu thôi. Mấy trận này thì gọi là trải nghiệm cây thôi. Nên là mình sẽ không quay hết trận nhá. Thì căn bản thì nó có cái gì đâu mà quay. Nên là anh em chơi thì anh em sẽ biết thôi. Rồi thì đã có hồ bơi sáng thì bây giờ phải có tối nhá. Đánh luôn hai map hồ bơi rồi tập sau đánh mỗi mái nhà thôi. Thông minh lắm. Cái cây lấm lùn dưới nước này thì nó chỉ có bắn làm chậm thôi anh em ạ. Chứ nó không có tự sát được như cái cây lấm lùn trên cạn đâu anh em nhá. Nhưng mà ở mod này thì nó lại trồng được trên cạn anh em ạ. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Nói chung là để cho có thì cũng ít dùng. Xin vĩnh biệt. Đèn lồng này có khả năng cũng khá mạnh đấy. Hồi thì cũng bình thường thôi nhưng mà nó thu nhỏ tất cả các zombie và nó xóa tất cả sương mù luôn. Nói chung là mạnh vãi lìn. Sau khi đánh một lúc thì mình mới nhận ra anh em ạ. Cái cổng dịch chuyển đấy chỉ có ở màn 2 thôi. Chứ màn 1, màn 3, màn 4, màn 5 thì không có cổng dịch chuyển anh em nhá. Nói chung là đánh trải nghiệm cây cũng vui phết anh em ạ. Thay những tháng ngày trai hát thì mình có thể trải nghiệm cây như này thoải mái thôi. Rồi, vậy là xong. Đây là cây gai rồi. Cây gai này thì chắc là để counter bóng bay đây chứ làm gì đâu. Đấy anh em, sức mạnh của cây gai đấy anh em. Cây gai nó bắn ra 5 viên anh em ạ. 1 viên trực diện và 4 viên đạn đuổi nhá. Viên trực diện thì có khả năng bắn xuyên. Còn 4 viên đạn đuổi thì cứ mục tiêu gần nhất mà nó bắn thôi. Và đúng như thế, bóng bay chưa kịp làm gì đã bay màu rồi anh em. Đây này, đấy nó đã làm gì đâu, đấy bay luôn ạ. Mặc dù con bóng bay có khá nhiều biến thể lạ lạ nhưng mà chưa kịp làm gì đã chết rồi thì cũng chịu thôi. Ôi trời ơi. Giờ đã biết lớn biết khôn vào một mơ ngày xưa để rằng chỉ muốn mãi mãi có em. Và mỗi lúc nghĩ đến em anh lại thấy như có sức mạnh. Cùng nhau mình đi đến cuối chân trời màu xanh. Anh đâu phải anh hùng. Quạt này cũng mạnh vãi. Quạt một phát này bay đến tận cuối màn này kia đỡ nào được. Với cả lúc quạt còn gây thêm sát thương nữa anh em nhé. Nên là quạt này cũng đánh giá là khá cao đấy. Con này quạt này cũng bá cháy bồ chét phết chứ đùa đâu. Đâu đầu ở đây im lặng lên. Về nhà mà cãi nhau. Đây rồi, cái heo cảm tử đối đầu với Wurnut. Ôi, nổ không chết luôn anh em ạ. Thế là ngoài cái xe ra là Wurnut này là cực kỳ khó bị giết luôn nhá. Rồi thì cuối cùng cũng mở khóa cái cây mèo với cả cây lấm xịt đấy anh em ạ. Rồi sang cái màn mini game này thì nhắm mắt cũng win anh em ạ. Màn này thua thì mới khó chứ win thì nhắm mắt win được anh em ạ. Đấy thì cứ trồng như này thôi. Đấy đơn giản vậy thôi. Nhận ra không có cổng dịch chuyển thì thôi. Mình lại bật tất lên anh em ạ. Bật cái này lên thì đánh trận nó lâu hơn anh em ạ. Nên đánh cho nó có cảm giác tí. Vãi lìn, nó ăn cây mặt trời của mình này. Ô, nó chưa hết sạch săn luôn này vãi. Ô, trừ lắm vậy. Ô, cân bằng vãi. Rồi xong nó trừ sạch săn luôn rồi. Ảo thật đấy. Mèo nó bắn như này đỡ sao được. Ô, nó bắn nhiều vãi. Bắn này chắc phải chục viên chứ, ít đâu.
Nhìn lấm xịt trông thì trông không uy tín đi nào vậy. Nhìn nó cứ lỏ lỏ cái gì ấy mà nó đánh gần thì coi như là phế luôn rồi. Vì zombie thì toàn mấy con zombie cherry bomb đấy mà, nên là đánh gần thì coi như là phế luôn con lấm xịt đấy chứ để làm gì đâu. Cái lấm mực này thì mình thấy không khác gì bản gốc luôn anh em ạ. Đam thì vẫn thế mà hiệu ứng thì hình như là không có. Còn về ngôi sao này thì tất cả đều là đạn đuổi anh em nhá. Đạn này nó đánh ghê vãi lìn ra. Và một trận thì trồng được 2 ngôi sao rồi anh em ạ, chứ không trồng được 3 ngôi sao đâu đấy. Nó không cho trồng anh em ạ. Tầm này thì cây mình nó uất trình rồi, không có cổng dịch chuyển thì cây mình nó uất trình hoàn toàn luôn mà. Nên là mình cứ nhẹ nhàng mà giành chiến thắng thôi. Đấy anh em, pi hai đầu thì nó sẽ bắn đạn tỏa anh em ạ. Còn bí ngô thì khi anh em trồng bí ngô thì nó sẽ triệu hồi ngẫu nhiên một quả bí ngô nữa ở một chỗ nào đấy mà anh em không biết. Pi hai đầu này thì lúc thì bắn lửa, lúc thì bắn băng anh em ạ. Mình chả biết lúc nào nó bắn băng, lúc nào nó bắn lửa nữa. Mà thôi, mình cũng không dùng cây này nhiều nên là mình cũng không quá quan tâm nhá. Ô vãi, con gì đây? Ô đi đâu rồi? Ô dịch chuyển này, nó dịch khắp nơi luôn này. Con này múa khắp map à? Ôi nó múa này lấy chiêu à? Mà may mà mình dùng pi hai đầu nên là nó còn lé đằng trời anh em ạ. Mình bắn tóe khắp nơi mà. Cho con băng vào cái là hết múa ngay. Đấy, múa hộ cho cái. Rồi cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Phá đảo game mà dễ mà. Nói chung là nghiêm túc tí à, phá đảo ngay thôi. Rồi cuối cùng đến màn 49 rồi. Màn này có nâm châm này. Nâm châm thì để counter thì con nhảy lò xo ấy chứ làm gì đâu. Mẹ làm gì khó coi vậy trời. Ô lâm châm này dùng một lần luôn anh em ạ. Với cả cái con kia nó chỉ có đứng nhảy thôi chứ nó có làm gì đâu, nó còn chán zombie ấy. Vãi thật luôn. Ô thế là văng à? Ô tưởng game này không văng ạ. Thế vẫn văng anh em ạ. Thế chắc mình sẽ tắt tất cả các chế độ đi anh em ạ, chứ còn đánh văng này khó chịu lắm. Màn này thì thôi anh em ạ, mình sẽ không tua nhanh anh em nhé. Chưa tua nhanh hại mắt anh em lắm. Dù màn này là màn đặc biệt đi nữa thì mình vẫn chỉ được trồng 2 cây sao thôi anh em nhé. Đó là cơ chế rồi. Trận này thì cứ có gì trồng lấy thôi. Ngoài cây sao ra thì anh em cứ trồng mấy cây khác là được thôi. Cây sao thì mình bảo rồi, nó có cho trồng đâu. Mình ấn trồng thì không được mà. Đấy thì cứ spam cái này thôi. Đây rồi, có con P-Shocter thì mình cũng có bí ngô bảo kê hết rồi. Nên là đánh thì nó cứ đánh trong bất lực mà thôi. Đó gọi là sức mạnh tuyệt đối anh em ạ. Nói chung là không có gì cản được mình nữa rồi. Mẹ lại bị lỗi rồi. Con này nó bất tử anh em ạ. Nó cứ đứng đấy thôi. Chịu ơi. Lỗi này thì chắc là mình sẽ skip bài này nhá. Rồi đây, chào anh em nhá. Hẹn các anh em ở video sau.